Mấy đứa nhỏ nhà tôi hè nhau dậy sớm để tự tay nấu nướng mấy món này mà đãi anh chị. Cái món cá chiên xù này là của thằng Nghĩa nó làm á. Nó nói món này một cuốn bánh tráng thì ngon lắm. Mặc dù là con trai nhưng mà việc nấu nướng nó không đến nỗi nào. Cảm ơn chị về những món ăn. Nhưng trước tiên tôi muốn biết, việc cô gái lúc nãy nói chị đi tù 20 năm về tội giết người, điều đó là thật sao? Nghĩa nè, cô nhớ con từng nói với cô, mẹ con buôn bán ngoài chợ kia mà. Vậy là cô chú bị con gạt rồi phải không? Thì sao hả? Mẹ tôi đi tù, con tôi nghiện ma túy, vợ có muốn ăn không thì nói. Trung, thưa anh chị, dù gì thì đó cũng là chuyện của quá khứ. Hiện tại thì mẹ con của chúng tôi. Dạ thôi, tôi hiểu rồi chị. Ba, nếu thật sự với gia đạo nhà chị như vậy thì tôi nghĩ rằng con gái tôi không phù hợp làm dâu nhà này đâu. Và những người làm cha làm mẹ như chúng tôi sẽ không yên tâm khi gả con mình cho một gia đình như vậy. Hai đứa nên chấm dứt từ đây đi. Dạ, chúng tôi xin phép. Xin phép chị. Bảo Ngọc về thôi con. Không lẽ mọi chuyện lại kết thúc như vậy? Mà con đã làm gì sai chứ? Nghĩa ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ đã hại con rồi. Alo, cho tôi một chiếc taxi. Mình đi thôi. Đáng đời lắm, ông trời có mắt mà. Phải làm cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy được quá khứ xấu xa của mấy người đó mới vừa lòng. Lòng con chưa? Chưa. Tôi không nghĩ con ác tới vậy luôn đó. Nếu không phải anh là người độc ác với tôi thì... Thôi, từ giờ trở đi á, cô muốn làm gì thì làm, kể cả việc cô ra vô quán bar. Nhưng có một điều, cô không được bén mảng tới nhà tôi nữa. Đồng ý không? Ok. Con đó, không cần phải khóc lóc làm gì cho phí sức. Cái gia đình đó đó quả thật là bất hảo. Ngay cả bà mẹ cũng đã từng phạm tội giết người,
phải vào tù ra khám. Thử hỏi, một người mẹ tội lỗi như vậy á, thì những đứa con của họ sống như thế nào đây? Nhưng mà anh Nghĩa rất hiền mà ba. Nó hiền hay không á, cái đó cũng chưa chắc đâu con. Trong khi á, gia đình nó nào là giết người, ma túy, lăng nhăng. Nói tóm lại, cái nền tảng giáo dục như vậy chúng ta không thể tin được. Nếu như con bước vào gia đình đó, chẳng may họ súng lại ăn hiếp con thì sao? Con không thấy cô gái kia uất ức thế nào hả? Cũng may là chúng ta chứng kiến được cảnh tượng đó. Nếu không thì từ giờ trở đi con không cần phải liên hệ hay níu kéo thằng Nghĩa gì hết đó. Cắt đứt hoàn toàn cho ba. Ba mẹ sẽ tìm người khác phù hợp cho con. Thôi, hai cha con xuống ăn miếng cơm lót bụng. Con à, trong cây rủi nó có cái mai, con phải coi đây là điều may mắn. Chứ nếu như mình không biết gì rồi mọi chuyện tiến xa hơn ấy thì... Con thử hình dung coi, thật sự làm sao ba mẹ sống nổi nếu như con gặp điều gì bất trắc. Tạm thời quên chuyện này đi con. Xuân ăn miếng cơm nha. Là lỗi của mẹ. Nếu mẹ là một người mẹ đàng hoàng thì đâu có xảy ra chuyện này. Mẹ rất ái náy khi đã làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con. Nhưng mà mẹ nghĩ nếu như con và Bảo Ngọc hai đứa thật lòng yêu thương nhau thì vẫn còn có cơ hội. Mẹ tin là khi biết được gia đình mình sống tốt thì ba mẹ của Bảo Ngọc á sẽ nghĩ lại và bỏ qua những lỗi lầm của mẹ. Dù sao cũng là chuyện của quá khứ. Mẹ đã thay đổi và các anh con cũng đã dần tốt lên. Con cố gắng gặp Bảo Ngọc giải thích thêm nha con. Mẹ đừng có nói nữa. Con à, sáng giờ con chưa ăn gì hết á. Vậy ăn cái gì đi con à? Con muốn ăn. Mẹ, đồ ăn mình nấu nhiều quá giận sao? Hay là gì? Vậy là sao hả mẹ? Nhân dịp này mình đi phát cơm từ thiện đi con. Cho ai bây giờ? Thì cho người nghèo, người vô gia cư còn nhiều lắm. Nghĩa, như vậy có được không con? Không có thể biết dòng đời sẽ xoay ta theo hướng nào. Trong đêm mù khơi, cảm bẫy răng răng quên.